Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, mời mọi người ngồi. Hình như vừa rồi, bài vừa rồi mình còn nợ mẹ tư chứ còn sống phải không hả? Mình học tới từ nào rồi ha? Mới học từ đâu thôi ha? Vậy là mình còn mấy từ? Một từ, hai từ, ba từ, bốn từ. Rồi. À, bây giờ mình có cái từ Patisankhanabala ha. Mọi người nghe. Patisankhanabala and Bhavanabala. Power of reflection and power of mental development. About these two powers, it is said in 8-10. What, O monks, is the power of reflection? If, O monks, someone thinks thus, in this, words and thoughts, verily bears back fruits both in this life as well as in the next life, and in consequence of this consideration, he abandons bad conduct in this, words and thoughts, follows good conduct, and keeps his heart pure. This, O monks, is the power of reflection. What, O monks, is the power of mental development? If, O monks, a monk develops the fetters of enlightenment, Bodhicanga, bent on solitude, on detachment, on extinction, and ending in deliverance, namely mindfulness, investigating of the law, energy, rapture, tranquility, concentration, and equanimity, this, O monks, is the power of mental development. Đoạn này thì quý vị thấy chỉ có hai đoạn, hai từ, hai đoạn. À, nhưng mà mình có một số từ mới. Bây giờ mọi người nghe qua cái từ mới đó rồi sau mình đọc ha. Ở đây mình có từ power of reflection. Power là năng lực và reflection là sự quán chiếu. Hay là sự từ theo từ của Hòa Thượng Minh Châu á. Hòa Thượng dịch chữ reflection là tứ sát. Tứ là suy nghĩ và sát là quan sát. À, suy nghĩ và quan sát thì gọi là tứ sát. À, còn chữ reflection á, mình cũng thể dịch là quán chiếu, tức là mình cũng xem xét và mình suy nghĩ. À, thì lát nữa quý vị, ba vị cái thái tư này á, là được trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, phẩm thứ 10. Cho nên á, là lát nữa mình sẽ dịch từ dịch trước ha, lát nữa mình sẽ dự qua cái bài dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thì ở đây đó, mình dịch cái từ là nếu như mà mình dùng cái chữ reflection là quán chiếu, thì hai từ này cộng lại mình sẽ giúp được quán lực. Quán lực tức là sức mạnh của sự quán chiếu. Power of mental development. Mental development là chữ tu tập. À, cái chữ tu tập này trong tiếng Pali, quý vị nhìn phía trên là chữ bhavana. Còn cái chữ quán chiếu là patisankhana. Thì hai cái từ này đó, hai cái từ rất là quan trọng. Bên quán chiếu là nói về cái sự trí kiến, về sự hiểu biết, tức là giống như kiểu mà mới về pháp học thôi. Còn chữ bhavana đó là bắt đầu tu tập, là đi vào pháp hành. À, cho nên á, một người mà tu tập là phải có cả hai mặt. Đầu tiên là phải quán chiếu suy tư và sau đó đi vào thực hành. À, thì chữ suy tư thì quán chiếu là patisankhana, mà thực hành là bhavana. Thì chữ bhavana là tu tập, năng lực của sự tu tập thì mình dịch là tu lực. Còn hai từ này đó mà theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Minh Châu là năng lực của sự sức mạnh của tứ sát và sức mạnh của tu tập. À. Ở đây mình có từ bad conduct. À,
bad là xấu và conduct là hành vi cử chỉ hay là hành động. Hành động xấu thì từ Phật học mình dùng từ là ác nghiệp. Verily là tràng tư, có nghĩa là quả thực, đích thực. Bear fruits, đồng mình có danh từ fruits là quả, còn bear là mang hay trổ, thành ra là bear fruits là cho quả hay là trổ quả. Consequence là danh từ, nó có nghĩa là hậu quả hay là kết quả. Và mình có một cái thành ngữ in consequence of something là do kết quả của điều gì. Thường thường mình nói chữ do mình hay dịch là chữ due to hay là chữ because of, nhưng mà đã là thành ngữ đó thì người tiếng Anh người ta không nói due to hay in, hay là because of, mình ta dùng chữ in. In consequence of something là do kết quả của điều gì. Consideration là danh từ, có nghĩa là sự cân nhắc, sự suy xét. Abandon, động từ, có nghĩa là từ bỏ hay ruồng bỏ hay là bỏ rơi. Đây mình có một danh từ là mental development. Hai chữ này thôi đó, thì trên kia là mình có power of mental development là tu lực mà dễ nên một mình nữa đó. Mental development là sự tu tập. Sự tu tập có nghĩa là gì? Sự phát triển tâm thức. Vậy thôi, tu là để phát triển tâm thức. Nó đi từ từ cái hà liệt mà cho tới nó, cái trí tuệ cho tới nó thu thắng. Thì gọi là tu tập. Factor of enlightenment. Factor là yếu tố hay là chi phần. Và enlightenment là giác ngộ. Các yếu tố của sự giác ngộ thì tiếng Hán Việt mình gọi là giác chi. Chi là chi phần và giác là giác ngộ. Ở đây quý vị thấy trong tiếng Pali là có chữ Bodhicitta, là có hai chữ cộng lại là Bodhicitta cộng với Angga. Bodhicitta là giác ngộ và Angga là chi phần. Bodhicitta là giác chi. Tiếng Anh là factor of enlightenment. Rồi mình có từ solitude. Solitude danh từ có nghĩa là độc cư hay là viễn ly. Chữ viễn ly này đó là có, quý vị thấy là đời sống bên ngoài đó là mình hay xô bồ lăng xăng, mình giao tiếp quá nhiều, mình giao du quá nhiều, mình chạy theo trần cảnh quá nhiều. Thì bây giờ đó cái hướng ngược lại là độc cư, là viễn ly, là mình bớt những cái sự lăng xăng, bớt những sự giao tiếp. Cho nên người nào mà nhập thất á, nhập thất đóng cửa ở yên một chỗ thì để sống viễn ly, sống độc cư, mình ngăn bớt những cái ngoại duyên để cho tâm nó được an tịnh. Tất cả đó gọi là solitude. Rồi danh từ tiếp theo mình có detachment. Detachment thì từ này nó trái nghĩa với chữ attachment. Attachment là tham đắm, là dính mắc. Mà ngược lại chữ detachment, có chữ đi tức là bỏ ra, tức là detachment là ly tham, bỏ đi cái sự dính mắc, là ly tham. Detachment. Rồi mình có từ extinction. Extinction mình đi ra từ động từ extinguish hoặc extinct là sự đoàn diệt. Đoàn diệt tức là diệt một cách đoàn tuyệt. Như là cái ngọn lửa nó đang cháy á, mà mình cho một thau nước mình dồi lên một cái là nó tắt ngấm luôn, không hề có chút khói nào vương lên cả. Thì cái đó gọi là đoàn diệt. Hoặc là như khi một vị thánh mà diệt phiền não đó, diệt rồi là nó không bao giờ khởi dậy nữa cả, thì gọi là đoàn diệt. Rồi mình có danh từ deliverance. Deliverance là sự giải thoát, nó đồng nghĩa với liberation. Deliverance. Rồi mindfulness. Mindfulness. Mindful là tỉnh từ, mindfulness là danh từ, thì đó là chánh niệm. Chánh niệm tức là sự ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại một cách đúng đắn, thì gọi là chánh niệm. Investigating of the law. Investigate. Investigate là tức là mình phải phân biệt. Phân biệt, law là pháp. Phân biệt pháp rõ ràng, pháp nào là thiền, pháp nào là bất thiền, phân biệt một cách rõ ràng thì gọi là trạch pháp. Trạch pháp. Investigating of the law. Đây là tên của bảy cái pháp mà giác chi đó, gọi là thất giác chi ha. Thì mình có mindfulness là niệm nè. Investigating of the law là trạch pháp.
Rồi có energy. Energy là sự nỗ lực, thì ở đây dịch là tinh tấn. Rapture. Rapture mình dịch là hỷ. Tranquility. Tranquility là khinh an, là trạng thái. Khinh là nhẹ nhàng, và an là an tĩnh, an định, nhẹ nhàng, an định, gọi là khinh an. Concentration. Concentration là sự tập trung, hay là sự định tâm, mình dịch là định. Và equanimity. Equanimity là cái trạng thái lặng lẽ, ha, mình gọi là tâm xả. Xả. Ha, thì ở đây là một những cái từ mới nó xuất hiện trong đoạn này. Bây giờ mọi người mình cùng đọc từ mới ha. Rồi bây giờ mọi người đọc nha. Power of reflection. Lại ha. Power of reflection. Power of mental development. Power of mental development. Bad conduct. Bad conduct. Verily. Verily. Bear fruits. Bear fruits. Consequence. Consequence. In consequence of something. In consequence of something. Consideration. Consideration. Abandon. Abandon. Mental development. Mental development. Fetter of enlightenment. Fetter of enlightenment. Bodhchanga. Bodhchanga. Solitude. Solitude. Detachment. Detachment. Extinction. Extinction. Deliverance. Deliverance. Mindfulness. Mindfulness. Investigating of the law. Investigating of the law. Energy. Energy. Rapture. Rapture. Tranquility. Tranquility. Concentration. Concentration. Equanimity. Equanimity. Bây giờ mình vào đọc lại trong bài. Patisankhanabala and Bhavanabala. Power of reflection and power of mental development. About these two powers, it is said in 8-10. What, O monks, is the power of reflection? If, O monks, someone thinks thus, in this words and thoughts, verily bears best fruits, both in this life, as well as in the next life, and in consequence of this consideration, he abandons bad conduct in this words and thoughts,
follows good conduct and keeps his heart pure. This, O monks, is the power of reflection. What, O monks, is the power of mental development? If, O monks, a monk develops the fetters of enlightenment, Bodhicanga, bent on solitude, on detachment, on extinction, and ending in deliverance, namely mindfulness, investigating of the law, energy, rapture, tranquility, concentration, and equanimity. This, O monks, is a power of mental development. Rồi, bây giờ mình đi vào mình dịch cái đoạn này ha. Ở đây mình có hai cái từ Pali, nó có chung cái từ là Bala. Bala là năng lực, là sức mạnh, power. Rồi từ Patisankhana, nó đi ra từ động từ Patisankhati, có nghĩa là quán tưởng. Quán tưởng. Như vậy, Patisankhana Bala là năng lực của quán tưởng. Nếu như mình nói đầy đủ là năng lực của quán tưởng, hay nói tắt là quán lực. Power of reflection, quán lực. And power of mental development, năng lực của sự tu tập. Và năng lực của sự tu tập, hay là tu lực. About these two powers, về hai năng lực này. It is said in A210. Chữ A này quý vị nhớ việc tắt của chữ gì không? Tăng chi là tiếng Việt, nhưng mà tiếng ăn gì? Anguttara hả? Anguttara, tăng chi bộ kinh. Như vậy, it is said in A210 là trong tăng chi bộ kinh, phẩm thứ hai, đoạn thứ 10, nói rằng what, O monks, is the power of reflection? O monks, mình dịch là này các tỳ kheo. Trong kinh này là phikkhave, phikkhu, phikkhu là tỳ kheo. Mà này các tỳ kheo là phikkhave. Phikkhave thì dịch là O monks, này các tỳ kheo. What is the power of reflection? Thế nào là năng lực của sự quán tưởng? Hay là quán lực. If, O monks, lại một lần nữa là này các tỳ kheo. Someone thinks this. Có người nào đó suy nghĩ rằng, nếu người nào đó suy nghĩ rằng, if someone thinks this, nếu người nào đó suy nghĩ rằng, in this words and thoughts, this là hành động, ha. Trong các hành động, words là lời nói, and thoughts là suy nghĩ. Hành động tức là thân nghiệp, lời nói tức là khẩu nghiệp.
và suy nghĩ, tức là ý nghiệp. À, thì mình có thể nói là trong trong hành động, lời nói và suy nghĩ, hay mình nói cách khác là trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Verily bears bad fruits. À, quả thực là trổ quả xấu. Quả thực trổ quả xấu. Both in this life, ngay trong đời này. As well as in the next life, cũng như trong đời sau. And in consequence of this consideration, ở đây mình có cái thành ngữ là in consequence of something, là do kết quả của điều gì. À, cái consideration có nghĩa là sự suy xét, cho nên mình dịch nổi hai cái này lại đó, là do kết quả của sự suy xét này. Và do kết quả của sự suy xét này, he abandons bad conduct in these words and thoughts. Vì ấy từ bỏ ác nghiệp, bad conduct. Mà ác nghiệp trong gì? Trong in this, trong hành động. Words, lời nói, and thoughts, suy nghĩ. À, vì ấy từ bỏ ác nghiệp trong hành động, lời nói và suy nghĩ. Follows good conduct. Follow là làm theo hoặc là thực hành. À, thực hành thiện nghiệp. Bỏ ác nghiệp ha, và thực hành thiện nghiệp. And keeps his heart pure. Heart, heart ở đây là tâm. À, keep his heart pure. Pure là trong sạch. Giữ và giữ tâm ý được trong sạch. Quý vị vậy là, quý vị thấy là nó giống cái câu mà không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời dạy của chư Phật á. À, trong cái câu Phật cũ đó đó. Thì đây là giải thích cái một cái cũng là nói cái theo ý đó ha. Vì ấy thì từ bỏ ác nghiệp trong hành động, lời nói và suy nghĩ, thực hành các thiện nghiệp và giữ tâm ý trong sạch. This, O monks, is the power of reflection. Này các tỳ kheo, thế này như thế, à, gọi là năng lực của sự quán tưởng. Như thế, à, là năng lực của sự quán tưởng. Quý vị thấy đó, như vậy chỉ cần suy tư thôi. Mình ngồi mình suy tư. Nếu như mình làm việc sai thì nó sẽ nhiều gì mà ác nghiệp mà mình làm, nói là hành động hay nói năng suy nghĩ mà nó sai, nó xấu đó, thì nó cho quả xấu không những đời này mà còn đời sau nữa. Mình sợ quá, cho nên từ đó mình làm việc xấu nữa, mình chỉ làm việc tốt thôi. Thì như vậy nhờ suy nghĩ đúng ha, mà mình bỏ việc ác, mình làm việc lành, thì đó là năng lực của sự suy nghĩ, của sự quán tưởng. Chỉ quán tưởng thôi mà nó có cái năng lực như vậy. À, ha, quý vị hiểu ha, nó rất là rõ. Đó, năng lực của sự quán tưởng, mình suy nghĩ đúng, mình quán tưởng đúng, thì cũng sẽ dẫn tới cái sự bỏ ác lâm lâm, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là ý thứ nhất, đoạn nhất, từ thứ nhất là Patisankhanabala, hay là năng lực của sự quán chiếu, hay là quán lực. Bây giờ qua từ thứ hai. What, O monks, is the power of mental development? Này các tỳ kheo, thế nào là năng lực của sự tu tập? If, O monks, a monk develops the fetters of enlightenment. Này các tỳ kheo, O monks. If a monk, nếu một vị tỳ kheo develops the fester of enlightenment, phát triển các giác chi, à, tức là các yếu tố của sự giác ngộ đó, mình nói nó dài, mình tung tư ngắn gọn là giác chi.
phát triển các giác chi. Bent on solitude. Bent on, bent là nghiêng về, thiên về hay hướng về. Thì bent on solitude, solitude là viễn ly, hướng về viễn ly. Tu tập giác chi đó thì bây giờ hướng về viễn ly chứ không phải hướng về cái chuyện mà ồn ào náo động bên ngoài, hướng về viễn ly. Cái chữ on này quý vị thấy á, là dùng chữ bent là chung. On on phía sau á ha, là đi đi sau chữ bent, người ta không có nhắc lại chữ bent nữa. Mà người ta chỉ dùng lại chữ on thôi. Nhưng mà mình cũng dịch là hướng về. Ha. Hướng về viễn ly. On detachment. Hướng về ly tham. On extinction. Hướng về đoàn diệt. Tu tập làm sao mà mình phải hướng về viễn ly, ly tham đoàn diệt. Chứ không phải hướng về tham ái. Không phải hướng về cái chữ mà cái sự mà sinh sôi nảy nở. Cho thêm ra nhiều nữa. Hướng về viễn ly, hướng về ly tham, hướng về đoàn diệt. And ending in deliverance. Ending là kết thúc. In deliverance, kết thúc bằng sự giải thoát. Và kết thúc bằng sự giải thoát. Sau khi hiện hưởng viễn ly, ly tham, đoàn diệt thì kết quả sẽ là giải thoát. À, và kết thúc bằng giải thoát. Thì chị nêm ly này đó là, tức là các giác chi này ha. Thì các giác chi này đó là nêm ly, đó là mindfulness, niệm hay là chánh niệm. Investigating of the law, trạch pháp. Energy, hỷ. Xin lỗi, tinh tấn, xin lỗi. Để nhìn đọc bên này mình nhìn bên kia. Energy là tinh tấn. Rapture là hỷ. Tranquility, kinh an. Concentration, định. And equanimity, vasa. This all months is the power of mental development. Này các tỳ kheo, như thế gọi là năng lực của sự tu tập. Có nghĩa là tu tập là tu tập làm gì? Tu tập để cho các giác chi nó được sinh khởi. Mà khi các giác chi mà sinh khởi, các giác chi là có bảy chi hồi nãy mình nêu đó, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định xả. Thì khi mà tu tập năm giác chi này thì mình sẽ có hướng về viễn ly, ly tham, đoàn diệt và giải thoát. Thì đó là năng lực của sự tu tập. Có tu tập thì mới có giải thoát. Còn không có tu tập thì không thể nào giải thoát được. Thì đó là hai năng lực. Bây giờ đó là phân dịch của mình ha. Bây giờ mình vô mình tìm cái đoạn Tăng Chi Bộ Kinh. Ở đây mình có cái software là Nikaya Reading ha. Quý vị mở cái software này Nikaya Reading ra. Ở đây để chỉ cho quý vị ha, khi nào quý vị vô cái phần subscribe này, cái giá reading này đó mà quý vị mở không ra ha, thì quý vị click chuột phải, quý vị bấm vào là run as administrator thì nó ra, cho hồi nãy mình mở open nó không có ra, thì mình phải mở cái tiếp thứ hai là run as administrator ha. Thì mình sẽ mở ra đây là Nikaya Reading ha. Quý vị thấy này, mình đang cần mở là Tăng Chi Bộ Kinh, thì mình vào này Tăng Chi Bộ Kinh AN, và ở đây là chương hai pháp ha. Bởi vì này nó có hai pháp là quán lực và tú lực á, thì mình vào chương hai pháp đó. Hồi nãy là mình có nói lên phẩm thứ hai, chương thứ hai và đoạn số 10 đó. À thì bây giờ đó mình vào chương hai pháp. Đây, đoạn số 10 này ha. Phải quý vị thấy không? Phẩm thứ hai này. Và đoạn thứ 10 ha. 1 tới 10. Đây, đoạn này là cái đoạn mà mình vừa mới đọc qua. Có hai sức mạnh này các tỳ kheo, thế nào là hai? Sức mạnh tứ sát và sức mạnh tu tập. Hồi nãy cái chữ reflection đó, thì mình dịch là quán chiếu đó, thì họ thường dịch là chữ tứ sát. Và này các tỳ kheo, thế nào là sức mạnh tứ sát? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tứ sát như sau. Với thân làm ác,
quả gì thuộc là ác ngay hiện tại và trong đời sau? Với miệng nói ác, quả gì thuộc là ác ngay trong hiện tại và trong đời sau? Với ý nghĩ ác, quả gì thuộc là ác ngay trong hiện tại và trong đời sau? Vì ấy tư sát như vậy, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện. Từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện. Từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện. Tư sát sự thật thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là sức mạnh tư sát. Và thế nào, này các tỳ kheo, là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các tỳ kheo, sức mạnh tu tập là sức mạnh của người hữu học. Sức mạnh do sức mạnh tu học, vì ấy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, vì ấy không làm các điều bất thiện, không phục vụ các điều ác. Này các tỳ kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các tỳ kheo, là hai sức mạnh. Thì quý vị thấy rằng là ở đây thì cái cách dùng từ của Hòa Thượng, có thể là Hòa Thượng dùng cái bảng để quay thử cái bảng tiếng Pali, cái cách văn phong của Hòa Thượng nó dài hơn cái bảng mà mình dùng cái bảng tiếng Anh của mình, nó gọn hơn. Ý nghĩa thì giống nhưng mà bên mình chỉ có một câu, mà Hòa Thượng thì viết ra thành rất là nhiều câu. Trên kia là mình thấy là chữ this, goods and thoughts, trong lời hành động, lời nói và việc làm á, chỉ vô trong một đoạn thôi, trong một câu thôi. Thì ở đây Hòa Thượng tách ra là thân, với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ ác ha. Bây giờ mình vào cái bảng tiếng Pali xem. À mà thôi, quý vị đâu có học Pali thôi, khỏi mất thời giờ. Có không? Có không? Bây giờ có muốn đọc Pali không? Khỏi ha. Học nhiều sẽ giỏi ha. Rồi, thôi vậy là mình qua xong từ này ha. Giờ mình qua tiếp từ tiếp theo. Pati về cha. Pati về cha, penetration, signifies the realization of the truth of the Dhamma as distinguished from the mere acquisition of its wording, pariyati, or the practice, patipati, of it. In other words, realization as distinguished from theory and practice. Quý vị thấy ở đây có ba cái từ, mà từ này mặc dù cái từ này nó rất là ngắn, nhưng mà vẫn chọn để đưa vào cho quý vị học là vì có xuất hiện ba thuật ngữ rất là quan trọng trong Phật giáo, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì cái từ Pativeta, mấy quý vị thấy ở dưới này, Pativeta tiếng Pali đó, tiếng Anh dịch là penetration. Thì tiếng, nếu như mà mình tra từ điển tiếng Anh á, thì sẽ thấy chữ penetration có nghĩa là sự thâm nhập và sự thấu suốt. Nhưng mà nếu như mà mình đọc trong kinh điển thì chữ Pativeta này đó, nó có nghĩa là pháp thành hay là sự thành tựu, sự chứng ngộ, gọi là pháp thành. Vì chứng ngộ khi đó mới thấu suốt được, mà chứng ngộ tức là thành tựu, cho nên gọi là pháp thành. Acquisition là sự đạt được hoặc là sự thu nhận được. Wording là lời lẽ, ngôn ngữ dùng để diễn đạt. Pariyati là một cái từ Pali. Pariyati thì mình có thể dịch qua tiếng Anh là theory. Theory là lý thuyết. Thì lý thuyết á là từ chung chung. Còn từ thuật ngữ mình phải dịch là pháp học. Tức là học trên lý thuyết thì gọi là pháp học. Học trên lý thuyết, trên ngôn ngữ. Giống như hiện giờ mình đang học như vậy thì mình gọi là học lý thuyết này. Thì gọi là pháp học này ha. Sau khi học lý thuyết xong rồi đó, mình phải đi vào thực hành. Thì chữ thực hành là tiếng Pali là patipati. Patipati. Practice, thực tập, hay mình dịch là pháp hành. Thì như vậy có ba từ ha. Pariyati là pháp học, Patipati là pháp hành, và Pativeta là pháp thành. Cái gì nó cũng phải có ba giai đoạn. Quý vị, nếu như quý vị đọc cái bài kinh Chuyển Pháp Luân á, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như, sau khi mà Ngài chứng ngộ
ngài thành Phật á, thì nội dung của bài kinh đó là nói về cái gì ha? Tự diệu đế. Mà tự diệu đế đó thì khi sau khi Đức Phật giải thích về khổ tập diệt đạo, sau rồi ngài có nói cái câu: chỉ khi nào mà Như Lai chứng ngộ tự diệu đế này qua ba cách là pháp học, pháp hành và pháp thành, thì khi đó Như Lai mới tuyên bố ở trên thế gian này rằng Như Lai đã thành Phật, đã chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy đó là hiểu chứng ngộ Niết Bàn phải qua ba giai đoạn: pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì khi đó mới tuyên bố, chứ nếu như ngang pháp học thôi cũng chưa tuyên bố được, ngang pháp hành cũng chưa tuyên bố được, mà phải tới pháp thành á thì mới tuyên bố là đã chứng ngộ rồi. À, thì ba giai đoạn đó đó mà ai cũng phải đi qua cả. Đức Phật đã đi qua, chứ Thánh Tăng A-la-hán đã đi qua, và mình cũng phải đi qua thôi. Bởi vì học cái gì vậy đó, nó phải qua ba giai đoạn. Còn mà mình mới học lý thuyết thôi, có rất là nhiều người nói thiền rất là hay, nói pháp rất là hay, nhưng mà chỉ nói thôi, không hề hành gì cả, thì mới được 1/3 đoạn đường. Mà 1/3, cái đoạn 1/3 trước nó rất là ngắn, rất là nhỏ bé so với cái 2/3 phía sau. À, cho nên ba cái từ này rất là quan trọng để nhắc nhở mình là mình đang học ở giai đoạn nào. Chứ không phải là cái gì tôi cũng biết hết rồi, là không phải. Biết hết và biết lý thuyết thôi. Đó là, đây là ý nghĩa của ba từ này ha. Bây giờ mình đọc những cái từ mới này trước ha. Quý vị thấy chữ T mà có chấm dưới á, mình đọc chữ trị ha, uống lưỡi vào. Trị ha, trị, ba trị về thạ. À, ba trị về thạ. Chữ đơ đó, quý vị đọc đó. Dơ và hơ, quý vị đọc nhắn lại với nhau, nó đã ra dơ, chắc không phải là chữ thơ. Quý vị để ý ha, tê hát mình đọc là thơ, giống như tiếng Việt, giống như tiếng Anh thơ, thanks ha, thanks, thơ. Còn chữ dơ hơ này mình đọc này, hai chữ quý vị đọc liên nhau, dơ dơ dơ, hay chưa? Dơ nó khác với thơ. Mà phải nói rằng là rất ít người để ý tới cái cách phát âm Pali cho đúng. Mà bởi vì là họ không để ý cái chuyện là cái chuyện của họ. Còn quý vị, vì họ nhiều khi họ không được học. Nhưng mà hôm nay mà sư cô mà đã nhắc quý vị rồi đó, thì quý vị cố gắng đọc cho đúng. Bởi vì quý vị mà đọc cho đúng á, thì quý vị đọc chính tả người ta mới biết quý vị nói từ nào. Còn quý vị mà đọc sai rồi bây giờ kêu viết người ta viết không được. Giống như chữ tị ha, và chữ trị ha, chữ trị có chữ tê mà chấm dưới á, mình uống lưỡi, ấm uống lưỡi, trị, ba trị. Giống như trơ với trị ha, ba trị về thạ. À, là ha. Ba trị về thạ. Rồi, đọc lại ha. Ba trị về thạ. Penetration. Penetration. Acquisition. Quý vị đọc phần tư vựng ở dưới đó. Acquisition. Acquisition. Wording. Wording. Pariyati. Pariyati. Theory. Theory. Patipati. Quý vị thấy hai chữ ti này đọc khác nhau ha. Này, patipati. Chữ tê ở đâu á, là tơ uống lưỡi, ấm uống lưỡi, và chữ tơ sau là âm răng. Này, ấm răng thì mình đọc là tơ, cái lưỡi mình đùng cái răng trước thả xuống, tơ tơ. Còn cái ấm uống lưỡi nè, tơ tơ tơ. Rồi party 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 party. Rồi practice. Nhớ đến ba từ này nữa, yêu cầu quý vị phải biết cả Pali cả tiếng Anh nha. À, Pati Veta. Bây giờ đọc lại ba cặp này thôi ha. Pati Veta. Pati Veta. Penetration. Penetration. Pariyati. Pariyati. Theory. Theory. Pati Pati. Pati pati. Practice. Một lần nữa nha, bây giờ cố gắng đọc này. Pati veta. Penetration.
Pariyati. Theory. Pati pati. Practice. Quan trọng lắm ha. Mà một mà thi là ba từ này phải viết tiếng Pali nha. Bởi vì á, khi mà quý vị quá miệng điên á, mà nói chuyện với các thiền sư họ dùng tiếng Pali thôi. Mấy từ này họ chỉ dùng tiếng Pali, họ không dùng tiếng Anh đâu. Họ nói là mới Pariyatti thôi, là mới Pháp học thôi. Rồi dù phải theo Patipatti là theo Pháp hành. Thì khi đó mới có Patipatti là Pháp thành. Mà dễ nhớ mà Pariyatti là Pháp học, Patipatti là Pháp hành, và Patipatti là Pháp thành. Về nhà cũng thuộc, đọc lối đọc tới nó sẽ thuộc, đọc 10 lần thuộc thành 100 lần nó không phải thuộc. Mà 100 lần quá dễ, một ngày á, mà quý vị đọc 100 lần mất mấy phút. Cho một lần một phút, 100 lần mới có 100 phút mấy. Mà ngày mình có cả mấy ngàn phút lần. Hả? Thì nó rảnh á, khi nào đọc trong sách rồi mệt, bây giờ mẹ tư nó ra đọc, vậy lao. Học cái này giống như vậy lao rồi đó ha. Rồi bây giờ vào đọc từ nha. Quý vị làm sao mà học là niềm vui, đừng có thấy học là khổ. Nha nha. Làm sao biến học làm niềm vui? À, ngài Ajahn Brahm á, ngài nói rằng á, là hãy đem hạt niềm vui vào trong tất cả những việc mình làm. Thì mình làm gì mình còn rất là dễ thành tựu. À, mình đi quét nhà, mình lên việc nhà với niềm vui. À, ăn cơm với niềm vui, đi nấu cơm với niềm vui, học với niềm vui. Thì tự nhiên học là nhẹ nhàng lắm. Đừng có học với gánh nặng, ngồi xuống mà cảm thấy nặng nề là tâm lý quý vị nặng nề, học khó thuộc lắm. Mình vô học mình thấy niềm vui. Ô, tới lúc này mà con được đi học. Vui ha. Vui ha. À, ôi mình con trẻ, mình học như vậy, nhờ mình học vậy mà cái đầu óc mình nó được thông minh ra, sáng láng ra. Nó bớt bị lão hóa đi. Vui. Ra trước đấy mình đâu, mình đi học mình đâu có biết mấy cái này, nhờ đi học mình mới biết cái này, vui quá. À, quý vị suy nghĩ vậy thì nhưng học mà nó vui, mình không có mệt thiệt. Cái đó là cái kinh nghiệm nha. Cái tâm thái nó quyết định cái chất lượng của cuộc sống. Không phải ai cho mình cái chất lượng cuộc sống đâu, mà không phải thay đổi hoàn cảnh đâu, mà thay đổi cách nhìn, thay đổi cách cảm nghĩ thì quý vị sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống của mình. Cho nên học á, đừng có học thấy nặng nề, mà học thấy vui. Mà hình như khi nào mình học mình thấy vui hết. Dạy quý vị không thấy dạy mệt, mình cũng mệt là vì cảm thấy dạy mình cũng vui. Bởi vì thật ra khi mà dạy với quý vị đó là trong thời gian này thay vì mình làm việc khác thì mình đâu có nghĩ tới Phật tư, mấy cái tư này. Nhưng khi mình đọc cái tư này, mình nghĩ tới cái chuyện Phật học, Phật hành, Phật thành, mình nghĩ tới cái chuyện tu tập của mình thấy vui. À, thay mình học mà nói hoài không thấy mệt. Quý vị đọc ít quý vị thấy mệt chứ, có đọc hoài cô không thấy mệt. Đúng không? Quý vị có cảm nhận điều đó không? Có đọc nhiều hơn quý vị xa luôn. Mà thấy quý vị mệt rồi mà có chứ không mệt. Đúng không? Thì đó là vì do cái cách suy nghĩ, do cái tâm thái của mình, tâm mình làm việc mà rất là vui cho nên mình thấy mệt. Đó là truyền kinh nghiệm á. Rồi bây giờ mình vào đọc chữ này ha. Pati Veta. Penetration signifies the realization of the truth of the Dhamma as distinguished from the mere acquisition of its wording, Pariyatti, or the practice, Patipatti, of it. In other words, realization as distinguished from theory and practice. Rồi, thì bây giờ mình dịch ha. Patipatta. À, bây giờ thì Patipatta thì dịch penetration có nghĩa là sự thấu suốt. Hay pháp thành ha, mình hay dùng hai từ luôn, sự thấu suốt hay pháp thành. Signifies chỉ cho.
chỉ cho the realization, sự chứng ngộ. Of the truth, chân lý, sự chứng ngộ chân lý. Of the Dhamma, của giáo pháp. Chân lý của giáo pháp là sao? Quý vị thấy ha, Đức Phật là người ngồi ngộ ra chân lý, rồi Ngài phải dùng cái ngôn ngữ để Ngài diễn tả cái chân lý đó. Bây giờ đó, mình qua cái ngôn ngữ đó, mình phải thấy lại đúng cái sự thật mà Đức Phật đã thấy. Cho nên chỉ giờ the truth đó, đó là cái thật, cái thực tế bên ngoài, chứ không phải trong cái kinh điển, trong cái ngôn ngữ. Đức Phật thì Ngài thấy cái thật, mà mai muốn diễn tả cái thật thì Ngài phải dùng ngôn ngữ. Rồi mình nhờ ngôn ngữ, mà làm sao mình phải thấy được cái thật mà Đức Phật đã thấy. Cho nên cái quan trọng là cái thật đó nha. Chứng ngộ chân lý hay là sự thật của giáo pháp. As distinguished from, là phân biệt với. Phân biệt với, as distinguished, phân biệt. Cái pháp thanh này là nó phân biệt với, hoặc là khác với. The mere acquisition, mere là đơn thuần, acquisition là sự thu nhận, gọi là sự tiếp thu đơn thuần của ngôn ngữ, exuring. Khác với cái sự tiếp thu đơn thuần qua ngôn ngữ, tức là pháp học, mở ngoặc đơn, pháp học. Khác với sự tiếp thu đơn thuần qua ngôn ngữ. Mở ngoặc đơn, pháp học. Or the practice, hay là sự thực tập. Mở ngoặc đơn, pháp hành. Chữ if, chữ it, đến này quý vị thấy là chữ is guardian, là dưới này of it, thì chữ is này là thay cho chữ dhamma, là giáo pháp. Tức là nó khác với sự tiếp thu ngôn ngữ của giáo pháp hay là sự thực tập của giáo pháp. Như vậy nó là sự thấu suốt hay sự thành tựu, sự chứng ngộ, nó khác với sự tiếp thu qua ngôn ngữ hay là sự thực hành. In other words, nói cách khác. Realization, đó là sự chứng ngộ. As distinguished from theory and practice, là khác biệt với lý thuyết và thực hành. Rồi, như vậy là mình đi qua được 24 ha. Bây giờ qua tiếp từ thứ 3. Quý vị lắng nghe đoạn này trước ha. Patidana, literally giving of the acquired, that is transference of merit, though in the older texts very seldom mentioned, for example A750, it is however a widespread custom in all Buddhist countries. It is presumed that moral merit, especially that acquired through giving alms, can be transferred to others, apparently for the reason that one's own goodness may become to others, especially to departed relatives and friends reborn in the God's realm, an inducement to a happy and morally wholesome state of mind. Transference of merit is advocated, though without mentioning the term Patidana, in the Tirokutta Sutta, Kuddhakapata and Petavatu, and its commentary, Kuddhakapaka translation. It is one of the 10 bases of meritorious action, Punya Kiriya Vatu, called their Patanupadana. Ở đây đó quý vị thấy có mấy cái từ viết tắt, nó cái đoạn cuối đó
chữ KHP. Thì từ này ấy, là nó viết tắt của chữ Khuddhakapatha. Mình dịch là tiểu tụng. Đây là bộ đầu tiên ở trong tiểu bộ kinh. À, tiểu tụng. Rồi trong đó mình có cái chữ come, tức là viết tắt của chữ commentary, là chủ giải. Rồi trong đó mình thấy có cái chữ là KHPTHGR, tức là Khuddhakapatha translation, là bản dịch của tiểu tụng. À, chữ trans là viết tắt của chữ translation. À, bản dịch của tiểu tụng. Rồi bây giờ đó mình qua phần từ mới trước ha. Ở trong này mình có một số từ. Acquire, động từ này có nghĩa là đành được, thu được, kiếm được. Transference là sự chuyển hay sự truyền. Ví dụ như là chuyển khoản. Khi mà mình vô trong ngân hàng đó, mà mình chuyển khoản thì dùng chữ transference. Ha? Account transference là chuyển khoản. Thì ở đây là truyền, chuyển. Ha? Merit, nếu như mà mình tra ở trong từ điển Anh Việt á, thì nó sẽ có những nghĩa là phẩm chất xứng đáng được khen hoặc tặng thưởng, hoặc là sự xứng đáng, sự xuất sắc. Nhưng mà trong từ Phật học chữ merit có nghĩa là phước. Patti dana, chữ patti ha là thành tựu, và thành tựu hay là phước ha, và chữ dana là bổ thí hay là chia đều, chuyển giao. Thì cho nên cái chữ patti dana tiếng Anh sẽ dịch ra transference of merit, và transference of merit thì mình dịch ra tiếng Việt á là hồi hướng phước. Đây là một cái từ mà mình phải quen nha. Khi nào quý vị đi ra nước ngoài, à, quý vị nói là mình đi qua Bồ Đề Đậu Tràng. Ví dụ như vừa rồi đó, sẽ có đi qua Bồ Đề Đậu Tràng, tụng tám tạng Pali 10 ngày ở Bồ Đề Đậu Tràng luôn, từ ngày mùng 2 tới ngày 12 tháng 12. Vừa rồi là có khoảng 4.000 người tham dự, 2.000 tăng ni và 2.000 Phật tử từ 10 quốc gia về ở đó ở 10 ngày. Thì mình rất là hoan hỷ. Thì khi đó là có một người Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì mới phát tâm gửi 2.000 đô, bởi vì có 2.000 vị tăng, gửi 2.000 đô nhờ sư cô làm phước. Và mình đi mua là mỗi người, cũng dương mỗi người một hộp phô mai. Vậy một hộp phô mai thì giá là khoảng 2 đô la. Thì 1.000 hộp là 2.000 đô. Rồi thật ra là sau đó đó thì mình, khi mà cô đó thì cô ở nhà, nhưng mà khi mình làm như vậy, mình chụp hình rồi mình đăng trong, mình gửi qua Facebook cho cô, thì cô rất là hoan hỷ. Và khi mà mình làm như vậy đó thì mình nói là lấy cái tên của cô đó, và mình khi mình thay cho cô mình làm đó thì mình hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc. Thì cái như khi đó mình dùng chữ transference of merit. Thì quý vị thấy đó là mặc dù người quý vị đó họ không có mặt tại đó, nhưng mà họ nhìn cái hình ảnh chư tăng ni mà cả quốc tế mà tập trung về mình suốt 10 ngày, mà từ sáng tới chiều mà ngồi tụng kinh Pali lời dạy của Đức Phật ấy, ngay dưới cái Bồ Đề luôn, rất là hoan hỷ. Thì họ ở nhà mà họ hoan hỷ, mình làm mình cũng hoan hỷ, thì cái phước hoan hỷ đó đó, niềm tin về sự hoan hỷ đó là phước rất là lớn. Thì mình hồi hướng phước cho tất cả chúng sanh đó, thì mọi người ai mà nhận được thì họ sẽ hoan hỷ về cái phước của mình, họ cũng có được phước vậy. Thế nên cái từ patidana, transference of merit, hồi hướng phước. Rồi mình có tính từ widespread. Wide là rộng, và spread là lan ra, thành ra là ngọc nghĩa là lan rộng hay là phổ biến. Custom, danh từ có nghĩa là phong tục hay là tục lệ. Custom. Rồi mình có động từ presume, tức là cho là hay coi như là hay là đoán chừng. Ở đây trong bài này thì mình dịch là coi là. Giving alms là bổ thí. Giving alms là bổ thí. Alms là của bổ thí. Giving alms là bổ thí. Còn ví dụ như mà hàng ngày mà chữ tăng mà đi khất thực á, thì gọi là go for alms.
Go for alms. Go là đi ha. Go for alms là đi khất thực. Còn Phật tử mà cúng dường đặc bạc thì gọi là give alms. Giving alms là bổ thí. Tiếng Pali là dana. Rồi mình có từ apparently. Apparently có nghĩa là hình như hay là nhìn bên ngoài. Departed. Departed là rời đi, từ giả. Mình có từ departure là khởi hành. Trên sân bay ha. Nếu như mà cái ga đến thì mình gọi là arrival. Mà ga đi là departure. Departure là ra đi. Mà departed là đã ra đi rồi, tức là đã chết hay là quá cố. Ví dụ như là thân bằng quyến thuộc đã quá vãng thì mình dịch là departed relatives. Relatives là thân bằng, departed là đã quá vãng. Ghost. Ghost là ma. À, thường mình trong từ điển mình hay dịch ra chữ ma, nhưng mà chữ ghost này á nó dịch từ chữ tiếng Pali là chữ peta. Thì chữ peta đó thì có nghĩa là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói. Là một cái loài cảnh giới chúng sanh mà do cái nghiệp kéo kiệt bỏng sẻng cho nên là bị cái quả là khi nào cũng đói khát, khi nào cũng đói, có ăn bao nhiêu cũng đói, gọi là ngạ quỷ. Inducement là sự khích lệ, à, hoặc có nghĩa là sự đút lót, cái tiền đút lót nữa, mà ở trong bài này thì nghĩa tốt có nghĩa là sự khích lệ, sự đem lại. Wholesome. Nếu như quý vị tra ở trong từ điển thì chỉ có cái nghĩa là lành hay là không độc, vì như thức ăn lành thì gọi là wholesome food. Wholesome. Nhưng mà cái nghĩa Phật học á, thì chữ wholesome là thiền và unwholesome là bất thiền. Advocate. Advocate. Ở đây phiên âm là advocate. Động từ có nghĩa là biện hộ, chủ trương hay tán thành hay ủng hộ. À, thì ở đây trong bài có nghĩa là chủ trương. Và mình có từ nữa là basis of meritorious action. Basis, quý vị thấy là trong này có từ Pali là punya kiriya vattu. Thì trong ba từ Pali này chữ vattu là sự, tiếng Anh là chữ basis ha. Basis là nền tảng. Meritorious là thiền và action là nghiệp. À, cho nên là punya, punya là phước, là thiền. Kiriya là action, là sự, là hành động. Và vattu, à, như vậy là punya, kiriya, vattu, mình dịch là thiền, nghiệp, sự. Hình như cái từ mà punya, kiriya, vattu này, à, hình như mình chưa học tới. Mai một mình mới học không? Mà vì mình tới ngắn với pi thôi, pi. Mai một xem phải học tới chữ punya. Bây giờ mình đọc qua từ mới lại, một qua từ mới trước rồi mình mới vào trong bài ha. Acquire. Acquire. Transference. Transference. Merit. Merit. Transference of merit. Transference of merit. Patidana. Patti dana. White spread. White spread. Custom. Custom. Presume. Presume. Giving alms. Giving alms. Apparently. Apparently. Departed. Departed. Ghost. Ghost. Inducement. Inducement. Wholesome. Wholesome. Advocate. Advocate. Basis of meritorious action. Basis of meritorious action. Punya kiriya vattu. Punya kiriya vattu. Rồi, giờ mình trở lại mình đọc từ này ha.
Ở đây mình thấy có chữ lead. Chữ lead này là việc tắt của chữ literally, tức là nghĩa đen. Theo nghĩa đen. Nghĩa đen tức là nghĩa từng từ cầm lại thì gọi là nghĩa đen. Theo nghĩa đen. Cho nên đọc là literally. Quý vị đọc chữ đó. Literally. Literally. Rồi mình đọc lại ha. Patidana. Literally. Giving up the acquired. The. Giving up the acquired. Acquired. Chữ IE mình đọc là that is. That is. Transference of merit. Though in the older text, very seldom mentioned, it is, however, a widespread custom in all Buddhist countries. It is presumed that moral merit, especially that acquired through giving alms, can be transferred to others. Apparently for the reason that one's own goodness may become to others, especially to departed relatives and friends reborn in the ghost realm, an inducement to a happy and morally wholesome state of mind. Transference of merit is advocated, though without mentioning the term Patidana. In the Tirokutta Sutta, Kuddhakappatha and Petavattu and its commentary, it is one of the 10 bases of meritorious action, punya kiriya vatu, count there patta nupadana. Rồi, đây cũng là một cái từ mà rất là thường hay gặp. Chữ patti có nghĩa là thành tựu. Thành tựu, cái gì thành tựu thì mình gọi là phước. Phước là sự thành tựu đó. Còn chữ dana là bố thí. Cho nên nếu như dịch theo nghĩa đen này, giving of the acquired, thì mình dịch ra patti dana. Nghĩa đen là bố thí sự thành tựu. Giving of the acquired tức là bố thí sự thành tựu. Nghĩa là transference of merit, hồi hướng phước. Như vậy mình thuật ngữ mà mình học đang học đấy là thuật ngữ Patidana, bố thí sự thành tựu hay là hồi hướng phước. Bắt đầu mình đi giải thích từ này. Though in the older text là very seldom mentioned. Though là mặc dầu. Mặc dầu. Very seldom mentioned là rất ít được đề cập. It is là nó. Mặc dầu rất ít được đề cập.
In the Old Testament là trong các văn bản cổ. Âu là cũ, mà cũ hơn nữa là cổ ha. Và test là văn bản. Như vậy mặc dù rất ít được đề cập trong các văn bản cổ. It is, however, a widespread custom in all Buddhist countries. Tuy vậy, it is a widespread custom. Đó là một tập, một phong tục hay là một tục lệ. Một tục lệ phổ biến, widespread. Đó là một tục lệ phổ biến. In all Buddhist countries, trong tất cả các nước Phật giáo. Nam Tông hay Bắc Tông gì mình nói tới chuyện hồi hướng cả. Quý vị thấy là một cuộc thơ kính nào của mình đây cuối cùng cũng có phần hồi hướng hết. Tuy là câu hồi hướng khác nhau. Bắc Tông hồi hướng câu khác, Nam Tông hồi hướng câu khác. Nhưng mà sau khi tụng kinh, học hành, thuyết pháp, ngồi thiền, làm bổ thí thì cuối cùng mình có hồi hướng cả. Cho nên đây là một tục lệ rất là phổ biến ở trong các nước Phật giáo. It is presumed that người ta cho rằng hoặc là bởi vì cái chữ it is presumed là thì mình dùng ở đây là dạng bị động, mà khi dạng bị động á mà không có bởi ai cả thì mình dịch là thì cái chủ ngữ ở đó là người ta. Thì người ta cho rằng moral merit, phước thiện, moral là đạo đức ha. Merit là phước, mà phước đạo đức tức là phước thiện. Người ta cho rằng phước thiện, especially that a quite true giving alms, especially là đặc biệt. That là thay cho chữ merit. Đặc biệt là phước. Acquired là đạt được. Through giving alms, nhờ bổ thí. Như vậy mình dịch cả đoạn này là đặc biệt phước mà đạt được nhờ bổ thí. Can be transferred to others. Có thể được chuyển đến cho người khác. Hoặc là truyền đến cho người khác. Có thể được truyền đến cho người khác. Apparently for the reason that apparently có vẻ như, hình như. Vì lý do, for the reason, vì lý do rằng one's own goodness, goodness là thiện nghiệp, tức là hành động tốt, thì mình dịch là thiện nghiệp ha. Thiện nghiệp của một người, one's own goodness, các thiện nghiệp của một người may become to others, có thể trở thành của người khác. Especially to departed relatives, đặc biệt là cho các thân bằng. Chữ friends là thân bằng và relatives là quyến thuộc. Các thân bằng và quyến thuộc departed là đã quá vãng. Đặc biệt là cho các thân bằng và quyến thuộc đã quá vãng. Reborn in the God's realm. Và đã tái sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Reborn là tái sanh. God là ngạ quỷ và realm là cảnh giới. Và đã tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Thấy rồi sao?
thấy loại sao? À, giờ dịch chữ đoá hả? Giờ dịch chữ đoá cũng được. Dịch chữ đoá là mình đã dịch cho nó thoát rồi. Còn đây mình dịch mà sát nghĩa là tái sanh. À. Rồi, có thể dịch đoá được ha. Đã quả vãng và đoá vào cảnh giới ngạ quỷ. An inducement. Một cái sự khích lệ hoặc là một cái sự trợ giúp. À. To a happy and morally wholesome state of mind. Hoặc là sự đưa đến, ha, sự đưa đến một trạng thái tâm, state of mind, là chữ trạng thái tâm là chánh tư chỉnh, à. Và chữ happy and morally wholesome là tịnh tư bộ nghĩa chứ chữ state of mind, cho nên mình phải dịch chữ danh tư trước và hai tịnh tư đó mình dịch sau. À, như vậy á, là cái sự thanh tựu phước này á, là đưa đến một trạng thái tâm hạnh phúc và hiền thiện. Bởi vì họ trước đó họ làm ác gì không còn biết. Nhưng mà khi mình làm một cái việc phước thiện, mình hồi hướng cho họ mà họ hoan hỷ về phước thiện của mình á, thì như vậy á, chính cái hành động mà hồi hướng cho mình là đưa đến cho họ một cái trạng thái tâm hạnh phúc và hiền thiện. Và chính cái trạng thái tâm này là phước của họ. Còn nếu như mà mình hồi hướng mà họ không có hoan hỷ á, thì họ không có phước. Chỉ khi nào họ hoan hỷ, họ tùy hỷ về cái phước của mình thì họ mới sanh phước. Và ở đây quý vị thấy rằng á, là nói rằng là chúng đã tăng ban quyển thuộc đã quả vàng mà phải đọc địa ngục, à, và địa quỷ, đà quỷ kia. Bởi vì sao? Có bốn cảnh khổ ha. Địa ngục, ngà quỷ, A-tu-la và súc sanh. Nhưng mà đó chỉ có ở ngà quỷ mới nhận được phước. Còn mà chúng sanh mà sanh vào địa ngục, súc sanh và A-tu-la là khó mới nhận được lắm. Hầu như không nhận được. Bởi vì địa ngục á, là cái cảnh giới khổ mà khổ liên tục á. Và không có cơ hội để mà người ta mà cảm nhận được cái gì ở bên ngoài hết á. Súc sanh á cũng vậy. Quý vị thấy á, súc sanh á là cái mức độ tâm của nó trì trệ lắm. Chuông reo hả? Dạ thôi quý vị mình nghỉ đó đi ha. Quý vị nghỉ dài lát rồi mình vào mình học tiếp.